được chào anh Tiến. Được biết ngày hôm nay thì anh Tiến cũng đang tham dự vào buổi khai mạc của cộng đồng kết nối giao thương SNC Group cho ra đời, đó chính là đội bóng chuyên nghiệp SNC. Vậy thì trong lúc này anh có suy nghĩ như thế nào và có cảm nhận như thế nào khi các đội bóng của chúng ta đang rất là nỗ lực để cùng thi đấu? Dạ, em rất vinh hạnh khi được tham dự ra mắt đội bóng football club SNC. Thì tới đây thì cái không khí trời rất là mát mẻ và rất cảm thấy rất là tràn đầy năng lượng. Thì bên công ty em có chuẩn bị các thức uống, sản phẩm cho các anh em để tiếp sức năng lượng cho các anh em ở đây. Các anh em sau khi đá bóng xong thì có thể tới quầy trưng bày của mật táo đỏ Tâm An để trải nghiệm sản phẩm. Dạ, thì hôm nay được biết là cái sản phẩm mật táo đỏ Tâm An thì có được một cái diện mạo rất là bắt mắt, và đặc biệt hơn nữa là có cụm từ là tái tạo từ máu và khỏe tức thì. Nên có thể chia sẻ thêm vài thông tin, vài điều về thông tin của sản phẩm. Dạ, mật táo đỏ Tâm An thì được nấu thủ công theo công thức gia truyền từ táo đỏ, kỳ tử, bông cúc và mật mía. Thì khi cái sản phẩm này nó có tác dụng là bổ máu, tái tạo máu, giúp ngủ ngon và tăng cường hệ miễn dịch. Dạ. Thì sau cái sản phẩm này, hiện tại ở đây thì có các anh em đá banh đó, thì họ sử dụng, họ đá banh xong rồi ra họ sử dụng thì họ cảm thấy sẽ khỏe tức thì luôn. Sản phẩm thì sẽ luôn luôn đáp ứng được cái nhu cầu của thể lực của tất cả các vận động viên, đặc biệt tất cả những anh chị làm việc mà hiện tượng mệt mỏi thì chúng ta dùng thì sẽ giúp cho cái việc là khỏe và hồi phục sức khỏe nhanh, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Xin được cảm ơn phần chia sẻ của anh Tiến đến từ thương hiệu mật táo đỏ Tâm An. Dạ em cảm ơn.